Thôi. Vãi cả lúa. Thôi. Gãy mẹ cánh rồi. Ở đâu? Lớp 6 gì? Hello anh em nhá. Giờ hôm nay video đầu tiên là đi thả diều đêm nhá. Ơi giời ơi con vừa xong con đại trà lắp ghép này. Đấy, bây giờ đem đi đem ra cánh đồng thả ban đêm. Nhưng mà hôm nay lại không có đèn các bạn ạ. Không có đèn. Nên là chấp nhận là thôi. Thả tối vậy. Nghe tiếng sáo. Đây cho anh em nhìn này. Giờ phải buộc thêm gạch lên đầu để cho nó nặng đầu này. Thì đầu nó hơi nhẹ đầu quá nên là dèo sóng này là quá nhẹ. Nhẹ đúng không? Hai củ cảnh. Lắp bộ sáo này thử. Bôi cái gì vào đây mà trông gớm thế này. Em tẩy sơn ấy. Chưa nó nâu rồi. Bố cho chắc chắc tí không nên giờ nó quay bố tròn đấy. Không quay được đâu. Để em thấy liệu lên không? Lên. Tối quá chả nhìn thấy cái gì cả. Bây giờ đi ra cánh đồng thôi. Ok à, anh em vào xem video để nhớ để lại cho mình xin một đăng ký nhé. Nhớ để lại cho mình xin một đăng ký kênh nhé. Để thêm có động lực để làm thêm cho video cho anh em xem. Đợt này thì sẽ cố ra video đều hơn. Hàng ngày sẽ ra mỗi ngày ta một cái video cho anh em xem nhé. Tối quá chả nhìn gì, không phải đi vấp phát ở đường thôi xong. Lần đầu tiên mình quay video thả diều đêm đấy. Tại vì trước thì không có cái đèn này đâu. Bây giờ mới đầu tư thêm cái đèn này nên là đi thả được. Chứ không có đèn đâu. Tối nhìn tối mà mò. Mùi thuốc sâu kinh vãi. Dưới à? Qua dây điện chứ nhỉ? Đây vứt dây đây. Cầm dây không? Bị rơi cuộn dây. Bị rơi. Lém dây qua thôi. Đường ở đây đi thì nó người ta đợt trước mình ra đây làm video pháo ấy, nó có cây quất, bây giờ nó hết quất rồi nên là chỗ này các bạn nhìn này. Đấy. Ơi gió bên nào chả sao đâu, bãi này đẹp mà. Đằng dưới kia có cây. Ờ thế đi xuống. Ờ. Lại chuyển chỗ vậy. Lại chuyển chỗ xuống dưới. Chuyển chỗ xuống dưới. Tối mom mẹ sư. Cần đi xa. Hả? Tít dưới à? Còn xa. Ừ. Mẹ đi thả đêm ở ngoài đồng như đi ăn trộm mẹ sợ vãi đái. Đây rồi nhá. Cái cống ở đây. May quá. Cái miệng này. Đợi tí đấy. Đợi tí. Bây giờ chạy hồ nhá. Ôi 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 ôi. Bà mẹ xuống vườn quất rồi. Xuống vườn quất rồi. Xuống vườn quất rồi. Đây. Chết rồi. Bị xoay anh em ạ. Bị xoay, bị xoay.
Nhẹ đầu à? Có mang băng dính không? Bôi thêm, bôi thêm. Xoay mà đúng không? Buộc bao gạch vào đầu mà cũng không lên được. Hay thật. Anh dựng lên xong rồi chạy đi. Đây, giờ dựa. Không cần đâu, đấy đi. Đã may không phịt cái cục vào đầu. Ok. Rồi, đấy đi. Giờ mình sẽ giữ một tay được vậy. Sẽ phải giữ một tay được vậy. Buộc tận hai viên gạch vào đầu ấy các bạn. Hai viên gạch vào đầu. À. Ôi chạy không, nó đập vào đầu của tôi thì thôi vỡ mẹ đầu. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Thôi xong mẹ nó rồi. Thôi. Thôi. Vãi cả lúa. Thôi. Gãy mẹ cánh rồi. Gãy rồi. Ê. Gãy mất một lan này rồi, bây giờ phải vót lan khác đúng không? Khổ, khó phết đấy. Nó bị một lan mà. Lan nào, lan nào? Lan nào? Trên này nữa này. À ừ nhỉ. Hai lan. Xoay quá. Ê. Gãy hai lan. Quá buồn. Nhỏ đấy nhỉ. Ê gì nè. Một nan đây này. Gãy một cái đây này. Gãy một cái đây này. Và gãy một cái đầu ở trên này. Ê gì nè. Quả đấy nó lao mạnh nhỉ. Con bắn hết dây ra rồi đây. Quả không bắn dây ra là còn gãy nữa. Thế á. Mày sao đấy làm sao? Sao không sao? Sao không sao, chỉ gãy một lan đây. Mất hai lan. Nửa cái diều luôn. Ừ, nửa cái. Đuôi có làm sao? Đuôi không việc gì. Ê. Mẹ quả lao mạnh thế chứ đấy. Thực ra là nếu mà nó lao xuống gãy đất thì đéo sao. Biết nó lao ở đâu không? Nó lao vào cái thành này này. Nó lao vào cái thành này thế nào nó mới gãy. Thành kia thì cái đầu kia không nói gì rồi đấy, cái này. Ừ. Anh tưởng, anh tưởng nó phi vào đầu anh. Anh tưởng nó phi vào đầu anh. Gãy mẹ em cái diều. Đèn quá, mới test lần đầu tiên. Giờ sẽ phải xử lý lại thôi. Chắc phải mất thêm một ngày nữa để xử lý lại cái diều thôi. Điển thế. Quá nhỏ. Quả đấy mà may là mình cũng chạy ra đấy. Mình chạy ra đấy, không nó phi bố ở đầu rồi. Đúng là thả diều đêm nên là những cái loại đại trà này mà thả đêm là cũng hơi nguy hiểm. Các bạn lên test vào là test là ban ngày nhá. Đây cũng là một bài học rút kinh nghiệm lần sau. Test diều đến test ban ngày, không test ban đêm. Test ban ngày mình còn xử lý được, test ban đêm đéo xử lý được. Xử lý được, xử lý được đấy, quả xuống rồi đấy. Mày nuôi không gãy, về làm lại diều là được rồi. Ừ, mất hai cái lan trên thì nó còn đỡ. Đây, gãy. Này, đúng nè. Quá nhọ. Nhìn thấy dây không? Thôi đi về thôi anh em. Video này tạm dừng thôi anh em nhá. Ôi trời ơi, mấy ngày hôm nay đi thả diều trả lên được diều luôn các bạn ạ. Mình không hiểu tại sao đợt này đi thả diều không lên được luôn. Ban ngày thả thì mấy con cũng lập lừ không lên được. Ban đêm thả thì gãy diều. Vừa hôm trước một cái video cũng gãy diều. Đéo hiểu. Gọi là thánh gãy nhập nhờ. Đèn vãi. Cầm giấy đi để anh vác này. Hết dây chưa?
Chưa còn lâu. Đèn lại đây. Thôi đi về thôi. Ôi giời ơi, quá buồn và nhỏ. Đèn quá, vừa mới mang ra chưa đầy được bao phút nhỉ? Có được 10 phút không? Đừng bảo gãy lan đuôi nữa thì đau đầu. Gãy mất. Thiệt hại mất hai cái lan. Một cái lan trên và một cái lan dưới của một bên cánh. Quá đen. Ok, thôi video là tạm dừng rồi nhá. Hẹn gặp lại anh em trong video sau. Nhớ để lại cho mình xin đăng ký kênh. Ok, tạm biệt các bạn rất. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye.